Xin chào tất cả các em. Cô rất vui được làm quen và đồng hành cùng với các em trong tiết học môn lịch sử địa lý 6 ngày hôm nay. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Thu, giáo viên giảng dạy môn địa lý tại trường trung học cơ sở Lệ Viễn, huyện Sơn Động. Các em thân mến, để giúp các em học tập ở nhà thật hiệu quả, cô xin được hướng dẫn các em tự học như sau. Bước 1. Trước khi học, các em hãy chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, vở ghi, điện thoại và các phương tiện cần thiết khác. Bước 2. Xem video bài giảng. Các em hãy xem thật kỹ nội dung video bài giảng, hoàn thành các câu hỏi trong phiếu học tập cá nhân và ghi nhớ lại những kiến thức trọng tâm vào vở. Bước 3. Hoàn thành phiếu học tập cá nhân, chụp ảnh, nộp lên đường link Padlet. Bước 4. Vào mục bài kiểm tra, đọc kỹ và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong hệ thống Azota. Các em lưu ý cần làm bài đúng thời gian quy định, nếu không hệ thống sẽ đóng lại. Khi đó, các em sẽ không làm bài và nộp bài được nữa. Và cuối cùng, trong quá trình học, các em còn vấn đề gì thắc mắc, các em hãy vào mục bình luận trong video, ghi lại những câu hỏi đó để thảo luận với thầy cô và bạn bè. Các em thân mến, đã bao giờ các em tự hỏi trái đất chuyển động hay đứng yên? Tại sao trên trái đất cứ hết ngày rồi lại đến đêm? Tại sao mặt trời mọc ở phía đông, lặn ở phía tây? Rõ ràng đây là những hiện tượng tự nhiên diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta, đúng không nào? Nhưng rất ít khi chúng ta quan tâm và giải thích nó. Để giúp các em trả lời những câu hỏi trên, chúng ta cùng đi tìm hiểu nội dung bài học ngày hôm nay. Tiết 11, bài 7, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả. Nội dung bài 7 bao gồm 2 phần. Phần thứ nhất, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Phần thứ hai, hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Tuy nhiên, mục tiêu của tiết học ngày hôm nay là các em cần phải mô tả được đặc điểm chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và trình bày được hệ quả hiện tượng ngày đêm luân phiên. Trước tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu phần 1, đặc điểm chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Các em hãy quan sát sơ đồ hình 1, kết hợp xem video, trả lời các câu hỏi. Trái đất quay quanh một trục tưởng tượng, nghiêng bao nhiêu độ so với mặt phẳng quỹ đạo? Trái đất chuyển động tự quay quanh trục theo hướng nào? Thời gian trái đất tự quay quanh trục một vòng là bao nhiêu giờ? Các em hãy xem thật kỹ video và trả lời các câu hỏi trên nhé. Chúng ta sẽ tìm hiểu về sự vận động của trái đất quanh trục. Trái đất tự quay quanh một trục tưởng tượng nối liền hai cực và nghiêng 66 độ 33 phút trên mặt phẳng quỹ đạo. Trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. Và thời gian trái đất tự quay một vòng quanh trục là một ngày đêm, tương ứng với 24 giờ. Đã hết thời gian suy nghĩ, các em có câu trả lời rồi đúng không nào? Qua quan sát sơ đồ và video, chúng ta thấy rằng trái đất chuyển động tự quay quanh một trục tưởng tượng nối liền hai cực và nghiêng 66 độ 33 phút so với mặt phẳng quỹ đạo. Trái đất chuyển động tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. Thời gian trái đất tự quay một vòng quanh trục là 23 giờ 56 phút 04 giây. Tuy nhiên, để thuận tiện cho đời sống và sản xuất, người ta đã quy ước một ngày là 24 giờ, tức một ngày đêm các em ạ. Và đây chính là những đặc điểm cơ bản của chuyển động tự quay quanh trục của trái đất mà các em cần phải ghi nhớ. Vậy, khi trái đất chuyển động tự quay quanh trục sẽ sinh ra những hệ quả nào? Chúng ta cùng đi tìm hiểu sang phần 2,
hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Với nội dung này, các em hãy nghiên cứu sách giáo khoa trong vòng 1 phút và kể tên các hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Câu trả lời của các em là 3 hệ quả phải không nào? Hệ quả thứ nhất, ngày đêm luân phiên. Hệ quả thứ hai, giờ trên trái đất. Và hệ quả thứ ba, sự lệch hướng của các vật thể khi chuyển động. Và trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta cùng đi nghiên cứu phần A nhỏ, ngày đêm luân phiên. Ở hệ quả đầu tiên, cô có video, các em hãy cùng theo dõi và trả lời các câu hỏi. Tại sao mặt trời mọc ở phía đông, lặn ở phía tây? Có phải mặt trời di chuyển hay không? Vì sao lại có hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau? Bây giờ, các em hãy cùng xem video và trả lời các câu hỏi nhé! Vì sao có hiện tượng ngày và đêm? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Các em đã biết, trái đất tự quay quanh trục một vòng hết 24 giờ, nhưng làm thế nào để biết được điều đó? Hằng ngày, chúng ta nhìn lên bầu trời, thấy mặt trời mọc vào buổi sáng, lên cao vào buổi trưa, đến chiều tối lại lặn. Ban đêm, chúng ta cũng thấy mặt trăng và các ngôi sao di chuyển như vậy. Các em hãy tưởng tượng nhé, quả địa cầu tượng trưng cho trái đất của chúng ta, còn bóng đèn tượng trưng cho mặt trời. Vì trái đất có dạng khối cầu, nên một nửa được chiếu sáng hướng về phía mặt trời, phần này là ban ngày. Còn một nửa không được chiếu sáng khuất sau bóng đèn, chúng ta gọi là ban đêm. Vì trái đất chuyển động tự quay quanh trục, nên hiện tượng ngày và đêm ở trên trái đất luôn phiên nhau. Mỗi nơi trên trái đất đều lần lượt đón ánh sáng mặt trời, lúc này chúng ta gọi là bình minh, lên cao vào lúc giữa trưa, bắt đầu chìm vào bóng tối là hoàng hôn, sinh ra hiện tượng ngày và đêm trên trái đất luôn phiên nhau ở mọi nơi. Như vậy, nguyên nhân sinh ra hiện tượng này là do trái đất có hình khối cầu và tự quay quanh trục. Thời gian suy nghĩ của các em đã hết rồi. Bây giờ chúng ta cùng trả lời các câu hỏi nhé. Các em ạ, hàng ngày chúng ta thấy mặt trời mọc ở hướng đông, lặn ở hướng tây. Nhưng mặt trời không hề di chuyển các em nhé, mà do trái đất quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông, nên ta nhìn thấy mặt trời di chuyển theo hướng ngược lại, từ phía đông sang phía tây. Câu hỏi số 2, tại sao lại có hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau? Các em đã có câu trả lời rồi phải không nào? Có hai nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau, đó là thứ nhất, do trái đất có dạng hình cầu nên mặt trời chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng là ban ngày, nửa khuất trong bóng tối là ban đêm. Thứ hai, do trái đất chuyển động tự quay quanh trục nên khắp mọi nơi trên bề mặt trái đất đều lần lượt có ngày và đêm luân phiên nhau. Các em thân mến, điều gì sẽ xảy ra khi trái đất của chúng ta chỉ chuyển động quanh mặt trời mà không tự quay quanh trục? Khi đó, trên trái đất có hiện tượng ngày đêm luân phiên không? Các em ạ, khi trái đất không chuyển động tự quay quanh trục mà chỉ chuyển động quanh mặt trời, thì trên trái đất sẽ có một nửa được chiếu sáng và một nửa nằm trong bóng tối. Khi đó, trên trái đất sẽ không có hiện tượng ngày đêm luân phiên khắp mọi nơi trên trái đất nữa. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự sống của các sinh vật trên trái đất. Do đó, ngày đêm luân phiên là hệ quả quan trọng nhất của chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Các em thân mến, cô trò chúng ta vừa đi tìm hiểu xong nội dung bài 7 tiết 1. Các em hãy xem thật kỹ video và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ mà cô giáo giao trên nhóm lớp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.